Những hôm trước bác nào săn hụt kính Mỹ, bác nào săn hụt kính mạ vàng thì ngày hôm nay về đây với em các bác nhé. Ngày hôm nay thì đủ màu sắc, đấy, kính quay cho một mùa hè nóng bỏng. Và thêm một chiếc sinh nét mạ vàng, đấy, những chiếc Olympian, những chiếc mắt giọt lệ mạ vàng của kính Mỹ. Và những chiếc Italia vẫn cực kỳ đẹp mắt, đấy, những chiếc màu xanh này, các bác xem có chất lượng không ạ. Chiếc kính cổ từ những thập niên 1960 và thêm một chiếc Ray-Ban P, Ray-Ban phân cực dành riêng cho các bác lái xe và các bác du lịch mùa hè. Trước khi vào video ngày hôm nay thì phiền các bác ấn cho em một nút like bên góc phải màn hình để chúng ta cùng vào video ngày hôm nay các bác nhá. Mở đầu video ngày hôm nay thì em lên cho các bác một cây cực kỳ chất lượng mà rất là nhiều bác hỏi em lâu nay rồi. Một cây kính mang mã số 509 2 triệu 600 nghìn đồng. Một cái mức giá rất là nhẹ nhàng cho một cây kính hàng lướt độ mới 99%. Đấy, đầu tiên là em cho các bác xem Đấy 100% chống tiêu V cắt tộ Đấy Kính Ray Ban chính hãng của Italia 100% Cây này thì đang còn khăn lau các bác nhé Khăn lau còn chưa dùng đến này Chuẩn hàng lướt khăn lau chưa dùng đến Logo Ray Ban thì in rõ nhé Cây này thì đang còn nguyên bao da Hộp gõ cùng cộp luôn Đấy rất là đẹp Và cây kính này tại sao em lại bảo là có rất là nhiều bác hỏi lâu nay Thì ngày mai nếu mà em đăng video lên Bác nào mà chốt chốt sớm thì chắc là còn nhưng mà nếu mà bác nào mà chốt muộn thì em nghĩ sẽ không còn chiếc này đâu Tại sao chiếc này thì lại đang được săn tìm Thứ nhất là bây giờ là mùa hè Những cái chiếc kính tráng gương màu đỏ như thế này rất là hiếm Cái thứ hai, đây là một cây Ray-Ban P các bác nhé Và size của nó là size 58, size quốc dân Mặt nào đeo cũng vừa Đấy, đây là một cây Ray-Ban 3025 Ray-Ban P hay còn gọi là Ray-Ban phân cực Một trong những cái dòng Ray-Ban mà các bác rất là thích Vì mùa hè các bác vừa có thể đi chơi Vừa có thể đi du lịch Mà các bác lại vừa có thể lái xe những cái dòng Rep P này nó sinh ra là để chuyên đấy chuyên dành cho những các bác mà đi du lịch và lái xe nhé vì khi các bác lái xe những cái dòng phân cực này nó phản lại hết tất cả các cái ánh sáng của đèn pha ô tô này đấy của những cái ánh sáng ven đường các cái vũng nước các cái miếng gương nó phản đến mắt các bác thì cây kính này nó chiếu lại hết nó phản lại hết thì các bác không hề bị chói mắt và các bác lái xe rất là an toàn vừa thời trang vừa đẹp mắt và vừa an toàn Cây này thì là thuộc vào cái dạng 5814 hàng Made in Italia. Đấy các bác có thể thấy chữ RBNP này. Và ở bên trên góc 3 giờ tất nhiên nó phải có cái chữ RB. Các bác thấy chữ RB không ạ? Cây này là một cây hàng lướt được em mua tại tiệm cửa hàng của hàng cũ Nhật Bản. Và cây này khi mà em ra mua thì cũng là lúc người ta vừa bán xong. Đấy. Nên là em để cho các bác với mức giá là 2 triệu 600 nghìn đồng. Độ mới của cây này thì em đánh giá là tầm 99% khung gọng tất cả mọi thứ đang còn nguyên vẹn nguyên si đấy khung gọng thì mạ một cái lớp màu vàng rất là đẹp và vàng này là vàng trầm cái màu vàng trầm nha các bác nhé nó không phải là cái màu vàng chóe nhé đây chui ve các thứ các bác nhìn này chui ve đang còn rất là trong cái này thì là size 58 nên là em sẽ đo cho các bác xem 58 thì nó sẽ là 14 cm thôi nhưng mà đo lại cho các bác yên tâm đấy đo lại cho các bác yên tâm này 14cm các bác nhé Chuẩn 14cm luôn Phù hợp cho tất cả các dạng mặt Sai kính quốc dân Đấy cây này thì gồm hai gọng cầu này Một gọng cầu bé Một gọng cầu bé Một gọng cầu to Mắt hình giọt lệ Đấy Mạ một cái lớp màu vàng lì Rất là đẹp Cây này thì rất là khó bong sơn Chóc sơn Hàng thì hàng chính hãng 100% Màu mắt của nó nhìn ra các bác nhìn bên ngoài vào thì màu đỏ nhưng mà nhìn ra thì nó lại màu xanh nhạt rất là dịu mắt các bác nhé rất là dễ nhìn độ truyền tải ánh sáng rất là cao vì vậy khi các bác lái xe các bác vừa an toàn vừa thời trang Mùa nắng các bác nhìn cái bầu trời nó cũng dịu đi hơn Và tiếp theo sẽ là hai bên gọng kính Hai bên gọng kính của chiếc kính này thì nó sẽ ghi thông số những cái thông số, số chi tiết về chiếc kính này Đây các bác có thể thấy này RB3025 Aviator Metan 5814 các bác nhé 5814 Đấy, 5814 này Còn ở bên cái gọng bên phải Thì uh, tất nhiên rồi hàng chính hãng 100% Made in Italia Polizio Đấy các bác có thể thấy này Made in Italia Polizio các bác nhé Đây là một cây đèn phân cực Cái dòng này thì không chỉ là nó chống chói sáng càng tốt sẽ chống sáng chống chói Mà nó còn chống va đập cực kỳ tốt Cái dòng tráng gương và cái dòng phân cực này Bây giờ em tự test cho các bác xem Khi mà em chiếu cái đèn vào các bác nhé Ví dụ đèn pha nó chiếu vào mắt chúng ta nó sẽ chói như thế này này nhưng mà khi đi qua cây kính này thì tất cả ánh sáng sẽ bị triệt tiêu và bị phản lại. Rất chói đúng không ạ? Này. Đấy, rất chói. Đấy, các bác nhìn rất chói này. Cho vào đây cái hết luôn. Chống chói cực kỳ tốt. Và những bác dân lái xe thì rất là hay săn những cây như thế này. Và ngày hôm nay em đăng lên thì có lẽ là rất nhiều bác sẽ chốt sớm cây này các bác nhé. Cây này thì mang mã số 509 2 triệu 600 nghìn đồng. Về tận nhà, bao tất cả các chi phí cho các bác nhé bác nào ưng ý thì nhắn tin cho em ngay lập tức đi ạ tiếp theo phiên kính ngày hôm nay là cây mang mã số 510 3 triệu 8 một cây kính Mỹ đấy cây này thì em tặng khăn luôn các bác nhé khăn nhé khăn nhé đấy, cây này thì khăn này đang có một cái khăn này có một tặng cho các bác một cái khăn này hộp là hộp cứng này và cây này là một cây sinh nét mạ vàng sinh nét mạ vàng sản xuất những thập niên đầu những năm 70. Và cây này là một cây mạ vàng ta, đang còn rất là sáng. Độ mới của cây này em đánh giá kính cổ nhưng mà độ mới cũng còn tầm 98%, 99%. Và gần như trên mắt của nó thì cũng chưa hề có một cái vết xước sát nào cả. Chưa hề có một cái vết xước sát nào cả. Mạ vàng nó còn rất là sáng này, các bác nhìn này. Mạ vàng rất là sáng này. Đấy, form dáng của cây này form dáng của nó mạ vàng cái khung mạ vàng rất là sáng ở bên trên này thì các bác nhìn này nó mạ vàng có sáng không ạ từng con ốc con vít đang còn nguyên zin nhá con ốc con vít đang còn nguyên zin này chưa hề phai màu ốc vít hai bên này cũng thế chưa hề phai màu nguyên zin luôn đấy một cây kính mạ vàng từ những thập niên 1970 đời đầu mắt xanh rất là đẹp các bác ạ mắt xanh rất là đẹp form dáng rất là chất lượng Đấy, các bác đeo những cái những chiếc kính như thế này thì những cái bác tầm trung niên tầm 40 tuổi trở lên đeo cực kỳ đẹp luôn cực kỳ ngầu và nó mang cái tính chất sưu tầm và cái tính chất đấy là hoài niệm hoài cổ ngày xưa thì uh, uh, những cái chiếc kính này thì chỉ những người mỹ hoặc những người việt kiều đeo từ mỹ về thì mới có thôi bây giờ thì em tiến săn tại nhật và gửi về việt nam cho các bác nhé chuôi của nó đang còn mới nguyên các bác này chuôi đang còn mới nguyên này gọng được mạ vàng đang còn rất là sáng này gọng mạ vàng rất là sáng này mắt cũng chưa hề có một cái vết xước sát nào và những cái dòng uh, kính sản xuất từ những cái thập niên đầu thập niên 70 trước 1973 đấy thì trên mắt của nó sẽ không có khắc đấy nó để các bác biết và cái khung gọng của nó em quay lại bên dưới một lần để cho các bác xem này ve của nó cũng đang còn rất là sáng các bác nhé ve này ve của em nó cũng đang rất là sáng này đấy ve cũng rất là sáng này các bạn thấy ok không ạ? và cây này thì uh, tên và cái 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 tên và cái nơi sản xuất của nó sẽ được khắc ở bên hai cái bên gọng nhé. gọng của nó là gọng vuông bản to. đấy các bác có thể thấy này. B và L được khắc ở bên cái gọng bên phải này. mạ vàng nó còn rất là sáng. đấy B và L này. còn ở bên cái gọng bên này thì nó sẽ ghi cái chữ đấy là Sinh Net 2. Sinh Net 2. Đấy. Cái này thì là em lấy cũng là lấy một cây sai quốc dân và những uh, ai xem video này hầu hết là mọi người sẽ đeo rất là ok trừ những cái vác mặt mà quá to thôi. Đây. Cái sai này thì em đo cho các bác xem cái bình ngang của nó là bao nhiêu nhé Đây. Bình ngang của nó tròn 14 luôn, tròn 14 luôn, phù hợp cho tất cả các dạng mặt luôn. Đấy, mắt là mắt hình quả trứng này, mắt form quả trứng này và form dáng cực kỳ đẹp em quay lại một lần cuối để cho các bác xem và các bác chốt sớm này cây này thì độ mới đánh giá là cao ốc yếc nó còn vàng chóe mạ vàng nó còn rất là đẹp ok à, cây kính thứ hai mang mã số 510 3 triệu 800 nghìn đồng bao tất cả các chi phí gửi về tận nhà trao tận tay cho các bác luôn các bác nhé 510 3 triệu 800 nghìn đồng Ok Tiếp theo là đến mã số 511. 511 ngày hôm nay là một cây kính uh, Ray-Ban đời mới nhưng mà nó sẽ là cái phiên bản của cái dòng Olympian. 511 2 triệu 700 000 đồng Phong dáng rất là đẹp. Cây này thì đang còn nguyên hộp 100% chống tiêu UV. Những cái tia có hại cho mắt của chúng ta. Bác nào ưng ý cái dòng này thì chốt sớm. Ok, cây này thì độ mới, độ mới em đánh giá lên đến tầm 9 9,5% luôn, mắt quả trứng này có chữ ray ban được khắc ở trên cái mắt trái bên mắt phải bên mắt phải thì có chữ rb này bên mắt phải có chữ rb này Đấy, chữ rb các bác có thấy không ạ Đấy. và mắt là mắt quả trứng độ phòm và rất là cao và những cây này thì nó cực kỳ ôm mặt đặc biệt là cái dòng này thì nó có gọng là gọng mái chèo gọng mái trèo và những cái gọng như thế này nó ôm mặt các bác rất là tốt nó rất là giống cái kính cơn mắt xanh hình ranh quả trứng đấy mắt rất là ngầu cái này mà bác nào mà 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 mùa này đeo thì rất là đẹp mùa hè đeo rất là đẹp rất là hợp mắt xanh đen cực kỳ chất luôn à, Chuôi gọng của nó là gọng vuông bản to gọng vuông bản to chui gọng là gọng mái trèo được bọc nhựa trong suốt bọc nhựa trong này các bác nhìn nó rất là giống cái cây kính cơn đúng không ạ những cây này thì cái độ bền nó cực kỳ cao Bên này thì mạ một cái lớp màu vàng cực kỳ sáng luôn. Mạ cái lớp màu vàng cực kỳ sáng luôn. Đấy. Cái lớp mạ của nó bên ngoài rất là sáng luôn. Ở hai bên đầu này thì nó có chữ Ray-Ban được khắc này. Có chữ Ray-Ban được khắc ở hai bên đầu gọng. Đấy. Có chữ Ray-Ban được khắc ở hai bên đầu gọng. Đấy. Các bác thấy rất là rõ đúng không? Gọng ghét đang còn nguyên si. Mắt miếc đẹp. Mấy Form dáng này Cái này thì em sẽ đo cho các bác xem Nó là size bao nhiêu nhé Cái này thì size kính của nó sẽ là Đo nó hơi khó 13.9cm các bác nhé 13.9 gần 14cm cho cây kính này và cây này em lấy cũng là một cái cây size quốc dân ấy, Nên là bác nào đeo cũng sẽ hợp thôi Trừ khi là mặt quá là to Đấy Hàng Ray-Ban chính hãng 100% Gọng bản to In rất là rõ Chữ Ray-Ban các bác có thể thấy này Đấy Và ở bên cái góc phải của cái này Thì nó sẽ ghi cái thông số cơ bản của chiếc kính RB3119 Olympian 001 62 19 6219 Cây này thì form dáng dành cho các bác mặt tầm vừa Mặt tầm hơi bé Và mặt tầm trung rất là đẹp luôn nó ôm cực kỳ luôn em đeo cây này rất là đẹp em đeo cây này rất là đẹp đấy phong dáng cực kỳ chất cực kỳ ngầu mắt xanh đen đấy phù hợp cho các bác tầm 35 tuổi đổ lên đấy các bác 7 70 tuổi đeo cây này vẫn đẹp nhé thường các bác khách của em có những bác 65 70 tuổi 60 65 70 tuổi đeo những cái này cực kỳ đẹp luôn đấy đặc biệt là nhiều bác mà còn hay đi mô tô đi xe mô tô đeo cái này rất là chất luôn 511 2 triệu 700 000 đồng Bao tất cả các chi phí gửi về tay cho các bác Dạo gần đây thì có nhiều bác hỏi em là Tại sao mà kết bạn Zalo không được Cái số Zalo thì em luôn để bên trên góc phải màn hình này các bác nhé Và cái số Zalo em cũng để ở đây Các bác có thể thấy này Japan cộng 996 Có nghĩa là khi các bác vào kết bạn Zalo đúng, đúng không ạ Thì các bác thấy có chữ là cộng 84 Đấy là của Việt Nam Thì các bác ấn vào cái, cái nút cộng 84 này Các bác nó sẽ các bác sẽ tìm cái mã vùng của nó Có cái chữ Japan Ấn vào chữ Japan xong, các bác ra ngoài ấn 7085586996 Ấn tìm kiếm là nó sẽ ra cái Zalo của em Rất Là ok các bác nhé Là các bác cứ nhắn tin là em trả lời và gửi hàng về Việt Nam cho các bác thôi Tiếp theo cây mã số 510 là cây uh, 511 là cây 512 Một cây kính Mỹ thập niên 1960 Cây này là hộp riêng các bác nhé, 512, 2 triệu 600 nghìn đồng Đấy, 512, 2 triệu 600 nghìn đồng đây là một cây kính từ những thập niên 1970 Cái độ siêu tầm của nó rất là cao Độ siêu tầm của nó rất là cao các bác nhé Cây này, cây này là cây Raven Shooter Shooter có nghĩa là dành riêng cho lính bắn tỉa của Mỹ ngày xưa và cây này là một cây mạ vàng rất là cổ rồi. Rất là cổ nhưng mà về mắt của nó đang còn nguyên vẹn, nguyên si. Mắt đang còn rất là sáng. Và ngày hôm nay em bán cho các bác với mức giá cực kỳ rẻ luôn. 2 triệu 600 nghìn đồng cho một chiếc kính Mỹ mạ vàng Cây này thì gồm 3 gọng cầu một gọng cầu bé, một gọng cầu tròn này một gọng cầu ngang và một gọng cầu bọc nhựa Đấy, mắt của nó là mắt xanh đen Rất là chất luôn Đấy, cây này thì là gọng chun các bác nhé Gọng chun Đấy, gọng chun ôm mặt Ôm tay Các bác hoạt động ngoài trời thoải mái Không bao giờ là lo bị 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 bị, bị rơi khi mà đang đeo Đấy, form dáng các bác nhìn này, màu mắt này. Màu mắt cực kỳ sáng luôn. Dành cho lính bắn tỉa mà lính bắn tỉa thì người ta phải là mắt sáng thì người ta mới bắn được đúng không các bác? Gọng kia cái thứ cũng đã còn rất là chất. Gọng này là gọng mạ vàng các bác nhé. Khung và gọng đều mạ vàng hết. Đấy, khung gọng mạ vàng. Các bác xem này, khung gọng mạ vàng này. Đấy, từ cái ốc cái vít đang còn nguyên si. Cái ốc cái vít đang còn nguyên si luôn. Chưa hề có cái dấu hiệu thay thế các bác có thấy không ạ đây ông viết ông còn nguyên này đấy cái này thì ở bên trên cái cái gọng cầu của nó thì sẽ được khắc cái chữ là b và l ray ban usa b và l ray ban usa Đấy, các bác có thấy chữ BVR Reben USA không ạ? Đấy. Và những cái dòng này thì uh, hàng chuẩn, hàng Mỹ 100%. Gần như là không thể làm giả các bác nhé. Cái này được sản xuất từ những thập niên 1960. Cái độ cổ của nó rất là cao. Và bác các bác mua về đeo hoặc là trưng bày trong nhà rất là đẹp. Một cây Reben Shooter, linh bắn tỉa của Mỹ ngày xưa. Hàng made in, made in USA các bác nhé. Rất là đẹp. Cái gọng chun này thì các bác nào tầm trung niên đeo rất là đẹp luôn. Đeo rất là đẹp luôn Và ngày hôm nay thì em về tay cho các bác với cái mức giá là 2 triệu 6 Không còn một cái mức giá ở đâu bán một cái cây kính Mỹ Dòng cổ mà nó cái giá 2 triệu 6 Cây này thì form dáng của nó là Cái form dáng giọt lệ Và cái độ dài của nó là 13.9 13.9 cm Cũng là phù hợp cho tất cả các dạng mặt các bác nhé Giá ưu đãi Cực kỳ ưu đãi 512 2 triệu 600 nghìn đồng về tay Ok Tiếp theo phiên kính ngày hôm nay là một chiếc kính mà mấy hôm trước em có đăng lên trên Zalo và rất là nhiều bác nhắn tin hỏi em xem kính đã về chưa. Đấy, một cái dòng mà được ở Việt Nam rất là ưa chuộng. Đấy, từ thanh niên đến trung niên đeo rất là đẹp. Mã số 513 2 triệu 500 nghìn đồng. Đấy, đang còn khăn lau này. Một cây kính hàng đã qua sử dụng. Đấy. Mắt xanh rất là đẹp. Đây là một cây kính Wayfazer. Và cái form dáng này thì các bác biết là ở Việt Nam các bác rất là thích đeo. Mắt xanh. Đấy, rất chất lượng luôn. Hàng rất đẹp. Có chữ ray ban ở bên trên mắt góc trái này. Đấy, và mắt phải thì nó sẽ có chữ RB. Ở đây, có chữ RB này. Đấy. Hôm nay thì ánh sáng nó hơi không được tốt các bác thông cảm nhé. Cây này thì là một cây form. Form dáng của em nó là như thế này. Đấy, có chữ ray ban ở đây. Có chữ ray ban ở đây. Gọng là gọng nhựa Cây này thì em thấy độ mới cũng đang còn khá là ổn Đấy, form dáng này Cây này thì là một cây mà Ở giới trẻ ở Việt Nam cũng đeo rất là nhiều Và các bác trung niên cũng đeo rất là nhiều Và tên của nó Đấy là Wayfazer Và Wayfazer Và em rất là, trước đây em cũng thi thoảng em có Nhưng mà lâu nay thì lâu lắm thì em mới săn một chiếc Về để bán cho các bác, nếu mà các bác thích Thì sau này em sẽ tìm thêm các bác nhé Wayfazer Handmade in Italy Đấy và bên này thì sẽ là tên kính và thông số của nó RB2140F901 Đấy, size của nó là 52223N 522 thì nó sẽ dành cho các bác mà có khuôn mặt tầm vừa Khuôn mặt tầm vừa Và thậm chí là mặt hơi to đeo cũng rất là ok Đấy, form dáng của em nó là như thế này Đấy, mắt xanh Gọng là gọng cầu liền xương các bác nhé Đấy, cái này thì uh, độ dài của em nó sẽ là bao nhiêu đây độ dài nếu mà tính từ hai bên gọng tính từ điểm đầu đến điểm cuối mắt này 14.2 cm các bác nhé 14.2 cm mắt của nó là mắt xanh truyền tải ánh sáng rất là tốt em thử cho các bác xem này cái này ở Việt Nam thì mọi người hay dùng đi chơi đi du lịch chụp ảnh lên rất là đẹp các bác đeo kính này chụp ảnh lên rất là đẹp nhé em thanh niên em cũng thích thích đeo cái dòng này cái dòng gọng bản to này đeo rất là trẻ trung rất là thời trang đấy ở bên cái gọng bên phải này thì nó có chữ Ray-Ban này, được in nổi này. Bên góc trái thì cũng có chữ Ray-Ban được in nổi này. Đấy, form dáng rất là hay. Độ mới cũng đang còn rất là ổn. Cây này thì à, à, em nghĩ là với cái mức giá 2 triệu rưỡi này thì cũng là một cái mức giá khá là ổn. Để cho các bác lấy một chiếc kính hàng Italia về. Đấy, và em bao tất cả các chi phí về cho các bác. Một cây kính mà ở Việt Nam đang rất được ưa chuộng, cây này ở Việt Nam nếu mà các bác mà mua ở các store chính hãng thì cây này nó đang có cái giá tầm trên dưới tầm 4 triệu 2 4 triệu 3 nếu ở các cái store chính hãng các bác nhé Còn em không nói là cái hàng nhập lậu nhập lậu thì em không nói nhé store chính hãng của Ray -Ban. đấy còn nhập lậu thì người ta bán cái giá này. nó muôn vàn lắm nhập bên Trung Quốc cũng có nhập hàng thật cũng có hàng giả cũng có mà ở Việt Nam thì rất hay mua phải hàng nhái hàng giả của những cái dòng này đấy cây kính này Gấp lại trông nó rất là hay Và khi các bác mở ra các bác đeo này Cây này thì em khuyến khích Các bác nào có khuôn mặt tầm vừa Và khuôn mặt tầm hơi to Thì đeo cây này sẽ rất là đẹp các bác nhé Rất là đẹp đấy OK Mã số 513 2 triệu 500 nghìn đồng Bao tất cả các chi phí về tay cho các bác Một cây kính Wayfazer rất là đẹp các bác ạ ba 2, 2 triệu 500 nghìn đồng đấy, Ngày hôm nay thì uh, Kính Mỹ kính ý có rất là nhiều kính Mỹ kính ý có rất là nhiều và các bác nào mà ưng ý cây nào thì săn cây đấy chốt cây nào thì lấy cây đấy sớm các bác nhé tiếp theo là một cây kính Italia 515 2 triệu 700 nghìn đồng cây này thì là một cây đang còn mới đến gần như là 100 giấy tờ khăn lau đang còn nguyên vẹn nguyên si các bác nhé giấy tờ này khăn lau này đấy bảo hiểm bảo hành các thứ ở bên Nhật đang còn nguyên si này em cho vào trong đây đang còn nguyên các bác nhé Cũng chưa có một vết nào Và kính của nó cũng như thế Dạo gần đây thì em có về mấy cây Và về cây nào là bán luôn cây đấy 100% chống tiêu V Những cái tia có hại cho mắt của chúng ta Mùa hè đến rồi rất là nhiều bác thích săn những cái dòng kính uh, ray Mà có cái form dáng uh, Với cái giọt lệ như thế này Mạ một cái lớp màu vàng rất là sáng Và mắt của nó là mắt màu xanh Đeo rất là nhẹ mắt Các bác nào mà không thích cái sự ngầu quá ngầu Thì các bác đeo những cái dòng này cực kỳ đẹp Vừa đi chơi được, vừa đi biển được Vừa lái xe được Và thậm chí là đi đi Loanh quanh các bác đeo cái này vẫn là đẹp Vì cái mắt cái màu nó rất là nhẹ Nó không có cái nét đặc thù Của những cái dòng kính dâm mắt đen Đấy, cái này thì là Size 58-14, size quốc dân Các bác có thể đeo vừa tất cả các dạng mặt Và form dáng này thì cái size của nó Là 14cm, không thể thay đổi được Một gọng cầu bé Và một gọng cầu to các bác nhé Một gọng cầu bé và một gọng cầu to này Đấy. cây này thì độ mới em đánh giá là cũng tầm 99 đến 99,5% và gần như nó cũng chưa có một cái vết xước sát nào. Ốc yếc thì chưa hề được vặn ra vặn vào và chưa hề được thay thế. Phong dáng của nó cũng rất là chất, rất là ngầu. Các bác có thể thấy này. Em cho các bác xem cái phong dáng của cây này. Cây này thì em cứ về cây nào là hết cây đấy. Nên là bác nào mà ưng ý thì cứ báo em chốt các bác nhé. Mắt xanh rất là nhẹ nhàng, rất là đẹp. Đấy, độ truyền tải ánh sáng cực cao. Cây này thì nó lại không giới hạn độ tuổi Các bác mà trẻ tuổi, trẻ tuổi Các bạn trẻ tuổi đeo cũng rất là đẹp 25, 30, 40, 50, 60, 70 Đeo đều ok các bác nhé Đấy Chuôi gọng đang còn rất là xinh Đấy nó còn mới toanh Gọng của nó là gọng mạ một cái lớp màu vàng cực kỳ đẹp luôn Cây này thì là hàng chuẩn chỉnh các bác nhé Hàng chuẩn chỉnh luôn Made in Italia Các bác thấy rất là rõ đúng không ạ Hàng Made in Italy này ray chính hãng 100% cam kết Và ở bên ngọng trái Thì nó sẽ ghi rất là rõ cái thông số Đấy là RB3025 Aviator Methane 001 trên 3F5814 Ok Cái này thì uh, Em nghĩ là các bác nào mà Có cái uh, Bác nào mà muốn sự ngầu Ngầu thì không nên đeo cái này Mà đeo cái này thì muốn cái sự thanh thoát Nhẹ nhàng, sang trọng Và các bác đi du lịch Thì đeo cái này sẽ rất là đẹp Hoặc là các bác lái xe Đeo cây này cũng rất là đẹp Đấy, form dáng mắt rất là nhẹ nhàng Form dáng mắt rất là nhẹ nhàng Màu vàng Rất là sáng luôn Rất sáng, rất đẹp Rất là nổi, các bác đeo cây này thì rất là nổi nhé Đấy, đeo cây này thì Thì thì, thì đẹp Các bác đeo trẻ ra mấy tuổi luôn Hàng Ray-Ban thì có chữ Ray-Ban này Còn ở bên mắt bên phải Thì tất nhiên Mắt bên này thì có chữ RB Các bác thấy chữ RB đúng không ạ b Đấy, được khắc chìm các bác nhé Ok, và cây này thì hiện tại em về tay cho các bác với mức giá là 2 triệu 700 nghìn đồng Cam kết hàng mới như trên hình Em quay video như thế nào thì em về tay cho các bác cái kính nó sẽ y hệt như thế Không sai, không lệch được tí nào các bác nhé Các bác nào mà ưng ý thì nhắn tin cho em theo số điện thoại Zalo em để bên trên góc phải màn hình Các bác mà ưng ý thì cứ báo em chốt sớm, gửi sớm cho các bác luôn 5, 15, 2 triệu 700 nghìn đồng các bác nhé và ngày hôm nay thì còn hai cây cuối thì là hai cây cực kỳ siêu phẩm hai cây kính mạ vàng đấy 516 3 triệu 9 cây này là một cây hộp là hộp riêng các bác nhá một cây Olympian 2DX sản xuất đời tầm 1980 thập niên 80 và cây này sản xuất thập niên 80 nên trên mắt mắt nó có chữ Ray-Ban và có chữ BL này mắt có Ray-Ban và BL được khác này cây này là một cây gọng mạ vàng vàng ta và rất là sáng luôn rất là sáng cây này thì độ mới về một cây kính cổ thì em cũng đánh giá là rất là tốt và mắt cũng chưa hề có một cái vết xước nào kể cả vết xước lông mèo ốc yếc các bác nhìn này ốc yếc nó còn nguyên si luôn chưa hề có một cái vết gì luôn cây này thì chưa hề có một cái vết vặn ra vặn vào của cái ốc vít sáng cực kỳ sáng sáng cực kỳ sáng luôn bên trên của nó được mạ vàng không gọng này Gọng của nó là gọng mái trèo các bác nhé Gọng mái trèo này Gọng mái trèo này Không phải lúc nào mà em cũng săn được những cái chiếc kính như thế này đâu Em rất là thích những cái chiếc như thế này Thứ nhất ấy, nó mạ vàng Cái thứ hai là nó đeo vào nó rất là ngầu Dành cho các bác thập niên uh, uh, có tuổi tầm 40-50 đổ lên 60-70 đeo rất là đẹp Gọng mái trèo của nó thì nó bản to và nó ôm mặt rất là tốt Đây, các bác có thể thấy này Gọng mái trèo này và cây này cái form dáng của nó nó như thế này Thì các bác có thể hiểu là Cái form dáng của kính Mỹ nó như thế này Thì các bác xem kênh của em nhiều thì không lạ gì rồi đúng không Đấy và không phải khi nào em cũng săn được những cái cây mà có cái độ mới cao như thế này Và ngày hôm nay thì em bán về tay cho các bác với mức giá là 3 triệu 8, 3 triệu 9 Cũng là một cái mức giá rất là đẹp Cây này thì sản xuất từ những thập niên 1980 Nên là trên mắt nó vẫn đang có những cái chữ Ray-Ban và BL này Đấy, độ nét đang còn rất là nét, mạ vàng cũng không phải là một cây uh, uh, gọi là uh, mới 100% lưu kho. Nhưng mà độ mới này thì cũng đánh giá là cái độ mới tầm 98-99%. Rất là đẹp, mạ vàng. Và ở bên cái gọng hai bên thì nó sẽ được khắc chữ các bác nhé. Gọng hai bên thì tất nhiên nó phải khắc chữ rồi. BVL Ray-Ban thì được khắc bên gọng bên phải này. Và cái gọng bên trái thì nó sẽ khắc tên của cái chiếc kính này. Olympian 2DX, Olympian 2DX này mạ vàng cũng đang còn rất là sáng này ống này Đấy. và cái uh, chiều dài của cây này các bác nhìn này à trước tiên thì em nói nó là hai gọng cầu các bác nhé một gọng cầu bé này một gọng cầu ngang liền này đấy chuôi ve cũng đang còn rất là sáng này chuôi ve rất là sáng này mắt là mắt rando mắt rando quả trứng này mắt rando quả trứng này màu là màu xanh này mắt xanh này xanh đen rất là đẹp luôn xanh đen à, Và cây này thì thường là cái gọng hai bên này thì nó sẽ là 14.5 Nhưng cái mắt của nó chỉ là 13.5 thôi Mỗi bên nó chia ra nửa phân Các bác có thể thấy này 14.5 đúng không ạ? 14.5 này Đấy 14.5 Nhưng hai bên mắt của nó Hai bên mắt của nó này Hai bên mắt của nó này thì chỉ có 13 năm thôi Nên là cây này lại là một cây sai quốc dân Em thường thì em lấy kính thì em chỉ lấy kính cái sai quốc dân thôi Cho các bác dễ đeo vào mắt thôi chứ những cái cây kính mà quá to hay quá bé thì em rất ít khi em lấy vì nó cũng không quá phù hợp với đại đa số những cái khách hàng đang xem kênh của em cây này thì phong dáng em quay lại một lần cuối cho các bác xem và cái màu mắt của nó độ truyền tải ánh sáng cũng cực kỳ tốt cho cái dòng kính mỹ đấy những cái kính mỹ mà có những cái độ tuổi tầm 40 45 năm rồi mà nó còn mới và đang còn mạ vàng sáng như này thì không phải ở đâu cũng có không phải ở đâu cũng tìm được các bác nhé hàng cam kết hàng chính hãng 100% vâng, các bạn yên tâm về chất lượng khi mua hàng ở kênh kính của em Tiến các bác nhé form dáng cực đẹp luôn đấy form dáng cực đẹp luôn gọng mái chèo đấy gọng vuông mạ vàng bản to ok chốt lại cây này 516 3 triệu 900 nghìn đồng em bao tất cả các chi phí về tay cho các bác các bác nhé 3 triệu chín cho cây Olympian 2DX của ngày hôm nay bác nào nhanh tay nhắn tin cho em Chứ không cây này thì em nghĩ sẽ bay rất là nhanh các bác nhé Ok Và cây cuối cùng của ngày hôm nay Một đại siêu phẩm của ngày hôm nay Chắc là rất là nhiều bác đang mong chờ chiếc kính này 517, 4 triệu 2 Một cây mang cái giá trị 4 triệu 2 là cao nhất của ngày hôm nay Nguyên hộp, săn được nguyên hộp các bác nhé Và cây này là một cây hàng trưng bày các bác nhìn này đấy kính này 3025 dòng giống như cái 3025 của Italia đúng các bác mạ vàng cực kỳ sáng luôn phòng dáng gọng chun đang chưa một vết xước và giấy tờ giấy tờ các bác xem này cây hàng gọi là hàng trưng bày giấy tờ tiếng Anh và cây này thì không phải là được chủ mua ở Mỹ mà như em tìm hiểu em mua thì người ta báo là người ta mua ở ở à không phải mua ở Nhật mà người ta mua ở Mỹ các bác nhá. Và được mua ở Hawaii của Mỹ ở những cái thập niên 70, 80. Các bác có thể thấy giấy tờ đang còn rất là chuẩn chỉnh, đang còn rất là mực mực Mỹ đang còn rất là thơm các bác ạ. Mực Mỹ đang còn rất là thơm. Thôi, tạm cất cái giấy tờ vào đây và em sẽ review cho các bác về chiếc kính này. Đây các bác nhá. Và còn cái này nữa. Cây này thì nó còn nguyên cả cái tem mát của nó các bác này Tem mác này ray ban các bác nhìn cái tem mát này không phải khi nào cũng có nhá Những chiếc kính thực sự đang còn rất là mới Thì mới còn cái tem mác như thế này ray ban B và L Shumlet. Đấy Rất đẹp luôn, óng ánh như một cái miếng vàng Bên này thì nó ghi những cái thông tin Đấy, hàng chuẩn chỉnh USA luôn các bác nhé Đây Chuẩn chỉnh USA luôn giấy tờ nó còn nguyên cái này thì em bán cho các bác về đeo cũng đẹp mà sưu tầm cũng rất là chất nên là cái này nhá cái giấy này cái tờ giấy này thì tạm thời em sẽ cho vào trong cái hộp này luôn tạm thời em cho vào trong cái hộp này để về tay các bác nó không bị thất thoát này không bị mất này ok năm mười bảy bốn triệu hai đi vào review chi tiết của chiếc kính này thì đây là một cây lưu kho một cây trưng bày với một cái độ mới em đánh giá một cây kính Mỹ như thế này là không thể xuất sắc hơn không thể xuất sắc hơn các bác nhé mắt là mắt giọt lệ phong dáng là phong dáng classic cổ điển một gọng cầu bé một gọng cầu ngang to và một gọng cầu bọc nhựa chữ ray ban được khắc và viết ở bên trên cái góc 11 giờ chữ bl được khắc ở góc 3 giờ và góc 9 giờ như những cây kính khác các bác nhìn này bl này đấy rất là lâu rồi thì mới săn được một cây kính có cái độ mới như thế này cái dòng giọt lệ các bác ạ bl này bác nào hôm nay nhanh tay và chốt sớm thì chắc mới chốt được cây này nhắn tin muộn thì em nghĩ khả năng cao là không còn cây này là một cây được mạ vàng các bác nhìn mạ vàng sáng không ạ sáng cực kỳ luôn rất là đẹp luôn đấy bên trên cái khung gọng bác các bác nhìn này kính mỹ ấy, thì bên trên cái gọng cầu ngang thì nó sẽ được ghi cái thông số à, ghi cái nơi sản xuất này BVL Ray-Ban USA U.S.A các bác nhé Mạ vàng khung rất là sáng Ốc vít nguyên bản nguyên si Chưa hề có một cái vết xước nào Chưa hề có một cái vết xước nào Và em nói tại sao mà những cái kính cổ Mà các kênh khác đã bán 5-7 triệu 7-8 triệu một chiếc Nhưng ở kênh của em chỉ bán 4 triệu hoặc hơn thôi Đấy là tại em săn trực tiếp tại Nhật Không qua tay bất kỳ một ai không qua tay thầy không qua tay thợ nên là em bán với cái mức giá nó vừa phải để cho các bác chơi các bác có thể thấy là cái phong dáng của nó này mạ vàng rất là sáng luôn gọng chun này gọng chun này Đấy, gọng chun này đeo này đeo vào tai như này không bao giờ rơi được các bác nhé gọng chun này rất là mềm gọng chun này rất là mềm Đấy, phong dáng của em nó là phong dáng mắt xanh đen này cực kỳ đẹp luôn không biết là từ bao lâu rồi em mới săn được một cây gọng chun mà có cái độ mới nó cao như thế này gọng của nó các bác nhìn này gọng của nó này rất là đẹp luôn sáng mạ vàng cực mới luôn khung gọng cũng mới cây này thì nói thật là với các bác là bán là bán về độ mới nhá <laughs> bán là bán nó vì độ mới đấy. đấy mà các bác nhìn ở trên cái gọng cầu bên trên nhá cái dưới gọng cầu dưới gọng cầu thứ hai này nó sẽ được khác này B và L Ray-Ban bốn, Ray-Ban 5814 5814 Cây này cũng là một cây size quốc dân 5814 phù hợp cho tất cả các dạng mặt Mặt hơi bé Mặt chủ yếu là mặt vừa này Mặt hơi bé đeo cũng được Mặt hơi to một xíu đeo cũng được Trừ mặt to quá các bác nhé Và những cái dòng size 5814 như thế này Nhưng nó lại khác cái kính 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 ấy một tí Khác cái kính Kính Italia một tí là cái size 5814 của nó nhé thì độ dài của nó chỉ là 13.8 thôi các bác nhé 13.8 cm thôi đấy phù hợp các bác mặt tầm vừa mặt hơi to một tí và những cái bác mặt nhỏ đeo cái này rất là đẹp luôn đấy form dáng này bác nào mà săn được cây này về trưng bày trong tủ kính hoặc là đặt trên bàn đặt trong cái hộp kính thì gọi là cực kỳ đẹp cực kỳ ngầu luôn đấy cái cọng nhựa của nó rất là giống cái dòng Reven tướng quân phong dáng này đấy các bác xem này form dáng cực kỳ đẹp cực kỳ ngầu cho cây kính này giá về tay tận nhà cho các bác có 4 triệu 200 nghìn đồng giảm gần như là 1 phần 2 1 phần 2 so với những cái kênh khác người ta bán cho các bác cây kính này kiểu gì người ta cũng sẽ bán với mức giá tầm 6 triệu 5 6 triệu Đấy, thậm chí là 7 triệu các bác nhé có rất là nhiều cái kênh kính cổ ở Việt Nam họ bán kiểu qua tay nên là bán rất là đắt rất là cao cây này thì mang mã số 517 và có mức giá là 4 triệu 200 nghìn đồng các bác nhé ok thì uh, phiên kính ngày hôm nay thì em xin kết thúc tại đây bác nào mà ưng ý chiếc kính nào uh, cảm thấy là mình hợp lý chốt chiếc kính nào thì nhắn tin cho em tiến ngay và luôn càng sớm càng tốt tránh trường hợp là nhắn tin lại hết hàng giống như mấy hôm vừa rồi mấy hôm vừa rồi thì em lên cây nào thì hết cây đấy ok đây các bác nhá phiên kính ngày hôm nay những chiếc kính rất là đẹp mạ vàng không biết là về tay ai và trước khi kết thúc video thì các bác ấn cho em một nút like và đừng quên ấn nút đăng ký kênh để mỗi khi em đăng bài thì sẽ có thông báo về cho các bác các bác nhớ ấn vào nút đăng ký và ấn vào cái nút chuông các bác nhé và bây giờ ngoài kinh doanh kính thì em còn có đồng hồ đồng hồ này đấy các bác tìm kênh tiến sky japan đồng hồ nhật bản nó sẽ hiện thị ra một cái kênh chuyên về đồng hồ của em và em sẽ mua đồng hồ gửi về cho các bác cũng như là kênh kính đây các bác đã rất là tin tưởng em rồi à, cảm ơn các bác đã luôn ủng hộ xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video lần sau chúc các bác một ngày chủ nhật ở nhà bình an hạnh phúc bên gia đình và người thân